Mến chào tất cả anh em thích nuôi chó. Mình mới về vườn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em bầy chó con của mẹ 24, cha Xúc Không. Bầy này thì con nào cũng giống con nào. Cảm ơn nha, cảm ơn đã đẻ cho một chủ bà con nha. Này khá quấn chủ, con nào nó cũng giống con nào. Nhưng mà cái bầy này anh em nào mà chọn được một trong những con này thì cũng khá may mắn. Vì cái con 24 này giữ nhà rất hay, khôn. Thì trong cái bầy này thì có hai người được tặng hai con, một anh ở Bình Dương, một anh ở Bình Phước. Lý do là lúc trước có mua nhưng mà sau đó bị chết nên được tặng. Rất là khó quan sát ha. Khá là quấn chủ. Thì chó con thì khỏe mạnh, trọng lượng thì trung bình. Bài này thì mình nghĩ là giữ nhà sẽ hay đó. Thì cái bài này khoảng một tuần nữa là tách bài rồi, lên đường sang chủ mới. Trời ơi, khó quay phim quá. Khó quay phim quá. Trời nắng quá. Ở trong miền Nam hiện tại rất nắng nè. Trong miền Nam hiện tại rất là nắng. Nên mấy em này thở. Thì cái này là con của A Không nên răng nó đồ bén lắm. Răng rất bén. Này không có dấu hiệu tăng động. Mập quá mà ăn thở không nổi, ẩm lên là thở không nổi. Bầy này cả bốn con lưỡi đen luôn. Việt ơi,
Việt ơi. Việt ơi. Anh Việt ơi. Đi đâu rồi không biết. Đây nè, lúc trước là chỉ ba con lưỡi đen. Nhưng bây giờ cái con lưỡi đốm nó đen luôn rồi. Dạ anh này nữa. Không biết anh em xem rõ không? Này nhanh á, không chậm luôn. Mày bị đè rồi, mày bị đè rồi, mày bị đè rồi. Bốn cái luôn nè. Thôi mình chào anh em. Anh Bốn. Chủ yếu coi. Anh Bốn. Đây đây. Thôi mình chào anh em. Để cho con nó cứ núp ở đây nè. Trời ơi mẹ con núp ở đây nè. Đồ ăn của nó nè. Đồ ăn chỉ có thừa thôi, không có thiếu. Chào tất cả mọi người.